Cuộc sống quanh ta hân hạnh tài trợ video này. Một buổi tối nọ, khi chúng tôi đang đi dạo trên phố dành cho người đi bộ ở Jerusalem, thì Jali, cô con gái mới 4 tuổi của tôi, đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi hỏi: "Bố ơi, cho con xin 25 xu được không ạ?" "Để làm gì vậy, con gái?" tôi hỏi lại. "Để con cho Boris," con bé trả lời. Tôi không biết người nào tên Boris và chắc chắn không nhìn thấy người nào mà con bé quen biết, nên tôi hỏi nó: "Ai là Boris vậy con?" "À, là người chơi nhạc đó bố," con bé nói nhỏ. Ngay lập tức tôi hiểu ra, chắc là con bé nói tới người đang chơi đàn mandolin đằng kia. Kiếm sống dựa vào sự tốt bụng và nhân hậu của khách qua đường. Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên về việc con bé biết tên ông ta. Jali cầm tiền và lại gần người chơi đàn lúc này đang tập trung vào công việc của mình. Jali đứng trước mặt người đàn ông, nhưng không thể khiến cho ông ta chú ý. Con bé đã nói nhỏ: "Boris, cho ông này." Người chơi đàn ngước lên và nhìn chằm chằm con gái tôi một cách sửng sốt. "Làm thế nào mà cháu biết tên ta?" người đàn ông nhấn giọng. Con gái tôi nhìn ông ta một lát và nói: "Ông đã nói với cháu lần trước mà, nhưng làm cách nào mà cháu nhớ được thế?" ông ta hỏi với tia nhìn ấm áp ánh lên trong mắt. Con gái tôi không trả lời câu hỏi này. Thực tế dường như câu hỏi này chẳng có nghĩa lý gì với nó. Cứ như nó đang tự hỏi mình: "Có vấn đề gì vậy?" "Ông đã nói tên cho cháu và cháu nhớ thôi. Có điều gì đáng ngạc nhiên ở đây hay sao?" Tôi đứng sang một bên ngạc nhiên quan sát tình huống này. Tôi hết sức bất ngờ khi người đàn ông kia với tôi chỉ là một thành phần không thể thiếu của cảnh vật đô thị ở đất nước tôi. Thành phần mà bạn thường không chú ý. Thì ngược lại, với Jali, ông ta chính là Boris, người đàn ông với một cái tên giống như tôi và con bé. Một người đàn ông thú vị, có thể khiến con bé hài lòng qua âm nhạc của ông ta. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo còn đáng kinh ngạc hơn. Boris xếp đồ rồi cầm đàn mandolin bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên. Cùng lúc đó, Jali bỏ tiền vào cái ống đã han rỉ. Ngay lập tức, Boris ngừng chơi. Ông ta quỳ xuống cái ống, nhặt đồng tiền ra và đưa lại cho Jali. "Cháu là bạn của ta. Với cháu, ta sẽ biểu diễn miễn phí," người đàn ông nói với nụ cười rạng rỡ. Boris lại tiếp tục chơi đàn, còn tôi theo dõi mọi chuyện đang diễn ra một cách thích thú. Đã nhiều năm rồi, tôi dùng hết tâm trí vào việc phát triển và thực hiện các cách ghi nhớ, nhận thức được sức mạnh và tầm quan trọng của một trí nhớ tốt. Cho nên những gì xảy ra ngày hôm đó là một bước ngoặt thật sự. Một cô bé đi trên đường tiến lại gần người chơi đàn trên hè phố và gọi tên ông ta. Người chơi đàn nghèo sống dựa vào những đồng tiền xu được bỏ vào ống đựng tiền của ông ta, lại sẵn sàng trả lại tiền với tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Vì sao vậy? Bởi vì có người trong số hàng ngàn người đi qua ông ta hàng ngày đã nhớ tên ông ta. Đó chính là Jali. Con bé đã nhớ tên và còn gọi Boris. Còn Boris cảm thấy xúc động và bất ngờ khi có người nhớ tới tên mình, đã cảm ơn con bé một cách tự nhiên. Ông thưởng cho con bé một bản nhạc miễn phí. Ông cảm ơn con bé vì đã nhớ tên ông, một điều bình thường nhất. Một trí nhớ tốt là tài sản quan trọng nhất. Nó là công cụ hữu hiệu mà chúng ta có được, nên ta cần phải đầu tư, rèn luyện và nuôi dưỡng nó thích đáng. Tôi học cách thực hiện các bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt. Tôi chọn lọc các phương pháp mới và nhận lấy hiệu quả đáng ngạc nhiên của chúng tôi trong lĩnh vực của cuộc sống. Trong cuốn sách này, tôi muốn giới thiệu với các bạn những gì mà tôi cho là các ý tưởng, phương pháp và bí quyết thành công nhất để phát triển một trí nhớ tuyệt vời. Cuốn sách này không chỉ hướng dẫn bạn mà còn chứng minh cho bạn thấy rằng
các phương pháp này có hiệu quả. Do đó, bạn sẽ thấy các bài luyện tập vui xuyên suốt các chương được sắp xếp theo thứ tự thời gian và cấp độ tăng dần từ dễ đến khó. Bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi khả năng ghi nhớ của mình ngay sau bài chương đầu tiên của cuốn sách. Tôi sinh ra không có năng khiếu gì đặc biệt. Khả năng nhớ của tôi đều do tập luyện từ nhỏ mà có. Phần lớn chúng ta cho đến cuối đời đều chỉ sử dụng được khoảng 10% khả năng ghi nhớ của mình. Và để nhớ lại mọi thứ thật lâu, lời khuyên của tôi là mỗi người hãy nhận thức lại cuộc sống để thấy cuộc sống của chúng ta thật đáng quý. Nhiệt tình với mọi điều trong cuộc sống, mọi thứ với chúng ta sẽ thật dễ nhớ. Đọc xong cuốn sách này, có thể bạn sẽ thực hiện những bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt để trong phần đời còn lại là bạn sẽ có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và bằng chứng về việc bạn có thể tin tưởng vào trí nhớ của bản thân và khả năng ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn. Thân mến, Eren Katz. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.